Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, năm hết Tết đến, chúng con xin thành kính dâng lên lời khánh tuế chúc Tết cho chư tôn đức tăng ni luôn được an lạc trong chánh pháp, và cũng xin gửi lời chúc xuân đến quý đạo hữu Phật tử khắp nơi. Cũng nhân dịp này để giúp cho các bạn trẻ hiểu được cái không khí đón Tết của người xưa, thì hôm nay chúng con xin chia sẻ lại những cái không khí, những cái điều mà chính bản thân chúng tôi cũng đã may mắn được trải qua những cái không khí hạnh phúc đó. Như ông bà chúng ta thường nói, Tết nhất, Tết chỉ có một lần trong năm. Cho nên xuân tiết là một cái ngày Tết quan trọng nhất, và mọi người luôn luôn chuẩn bị nó thật chu đáo, từ thực phẩm cho đến trang hoàng nhà cửa, may sắm những cái y phục, mọi cái họ đều chuẩn bị có thể cả nửa năm. Vì vậy Tết là một cái thời gian để mọi người gác lại những cái lo toan, những cái bận rộn trong cuộc sống. Tết là cái ngày mà để họ cùng quây quần dưới cái mái nhà của cha mẹ, cùng hưởng thụ những thành quả mà trong năm họ đã gặt hái được. Rồi đồng thời cũng là để chia sẻ những hạnh phúc của mình có được đến mọi người. Cho nên chúc Tết, tặng quà, đó là một cái tập quán đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên vào chập Tết, tức là khoảng 23 âm lịch, thì người ta thường có một cái lễ gọi là lễ đi chạp mộ, lễ tiễn đưa ông Táo. Chạp mộ tức là đi bao sái cái mộ phần của tổ tiên để chuẩn bị mời tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Ở gia đình thì người ta cũng làm lễ tiễn đưa ông Táo. Ông Táo thờ trong nhà với một cái bài vị để là định phước táo quân, tức là ý nói vị thần định đoạt mọi sự hạnh phúc an vui cho gia đình, cho nên người ta rất trân trọng và tôn quý. Và trong cái dịp này người ta sẽ thay cái bài vị ông Táo mới, theo tập quán thì mỗi năm mỗi thay, và người ta cũng dâng hia, dân mũ để tiễn đưa ngài đi. Theo cái quan điểm của Tam giáo, cho nên nếu như cái năm nó thuộc về hành kim thì người ta sẽ dâng mũ, dâng hia màu trắng. Nếu là hành thổ thì dâng màu vàng, hành mộc thì dâng màu xanh, hành hỏa thì dâng màu đỏ. Như vậy hia mũ mà dân cúng á, tùy theo cái năm tháng ngũ hành cho phù hợp. Cái vấn đề mà tập tục thờ táo quân của người Việt Nam á, nó cũng có liên quan đến cái tập tục thờ lửa của Bà La Môn. Người Bà La Môn người ta thờ lửa không cho tắt, và mình thờ táo quân phải chăng nói lên là tôn thờ, trân quý cái ngọn lửa, tại vì lửa là biểu tượng cho cái sự đầm ấm, hạnh phúc. Thế cho nên cái hạnh phúc đầm ấm
Thì đó là cái ước vọng của mọi người. Tục lệ thờ táo quân đó là một cái việc làm để nhắc nhở đến cái hạnh phúc có mặt trong cuộc sống của mình. Nếu mình không trân quý, mình sống như thế nào đó để đưa đến đổ vỡ, thì đó là một sự bất hạnh nhất. Cho nên qua cái tục lệ thờ táo quân và tiễn đưa táo quân đã nói đến những cái việc làm có ý thức, sống như thế nào để có thể đem lại an vui hạnh phúc cho cuộc sống hiện tại. Ở trong Phật giáo cũng với tinh thần nhập thế và tùy tục, cho nên Tết của đạo Phật là cái ngày mãn hạ, là cái thời gian chư tăng kết thúc 3 tháng hạ. Nhưng mà mình ở trong đời người ta ăn Tết, cho nên nhà chùa cũng phải tùy tục, cũng chuẩn bị. Vì vậy mà ở dân gian 23 người ta đi chạp mộ, thì ở trong chùa các cái tổ đình, môn nhân đệ tử cũng trở về để làm lễ tảo tháp, tức là bao sái để quét tước, trang hoàng cái mộ phần tháp của chư tổ. Sau đó thì có làm cái lễ đưa chư thiên. Đưa chư thiên nó cũng nôm na như là cái lễ đưa ông táo, nhưng ở đây là một cách nói khác. Suốt một năm được an thân tu tập, nếu không nhờ sự hộ trì của Tam Bảo, của chư vị thiện thần hộ pháp Long Thiên, thì mình cũng khó được có được cái một năm hành đạo. Cho nên cuối năm để chuẩn bị đón Tết, bao sái điện đường, thì lễ đưa chư thiên đó là một cái lễ tạ ơn, nói lên cái lòng biết ơn của mình được hộ pháp Long Thiên che chở. Sau đó thì mình mới bao sái Tam Bảo, dọn dẹp quét tước để chuẩn bị đón Tết. Sau khi bao sái chuẩn bị xong thì trang hoàng hết mọi việc, vì vào cái ngày 30 thì người ta lại chuẩn bị mâm cỗ để rước ông bà. Tại sao là đưa thì đưa ông táo mà rước thì rước ông bà? Thì qua cái cách làm đó chúng ta thấy thật ra không phải đưa đi đâu và cũng không phải từ đâu mà rước về, nhưng đó là một cái việc làm để nhắc nhở ngày nay mình có được cái cuộc sống thế này, có được hiểu biết như thế này là nhờ phúc đức của tổ tiên. Cho nên cái không khí Tết á, nó là một cái thời gian không có biên giới giữa người sống và người chết. Cho nên ngày 30, chiều 30 là rước ông bà về ăn Tết với con cháu. Cho nên mâm cỗ được bày biện rất là kỹ, tùy theo cái tập quán của mỗi vùng miền mà người ta bày mâm cỗ lên, rồi con cháu tề tụ về thắp hương đảnh lễ. Và sau đó đó, theo tập tục dân gian, người ta tắm nước lá bưởi để cho nó sạch thơm, rồi họ mặc y phục mới, thậm chí có đôi dép cũ họ bỏ đi, họ lấy đôi dép mới để họ đem ra và nhịp nhịp mấy cái rồi để xuống đất, họ mang một đôi dép mới. Cái đôi dép mới này á, với theo cái tên chữ nó là mãn túc, tại vì cái bàn chân của mình phải được đặt trên cái chiếc dép đầy hơn bàn chân. Vì chân là túc mà chiếc dép phải đỡ nổi bàn chân là mãn. Ý nói là mình đi đôi dép mới với ước vọng là năm mới mình sẽ có được những cuộc sống mới đầy đủ sung túc. Có nhiều nơi người ta còn có tập tục là người ta treo cái đôi dép ở trước cổng để mọi người đến lễ người ta nhịp nhịp vào cái đôi dép đó, để nói lên cái ước vọng là mong cho cuộc sống được đầy đủ sung túc, mãn túc. Thì khi rước ông bà xong rồi thì họ chuẩn bị cho cái lễ đón giao thừa. Giao thừa tức là cái thời khắc giao tiếp giữa cái năm cũ sang năm mới. Theo quan niệm của Tam giáo thì
Mỗi năm như vậy có các vị thần hành binh, hành khiển, đảm trách trông coi một năm đó. Thì đến cái nhiệm kỳ của họ dứt là ở chỗ cái giao thừa. Cho nên trong cái dịp lễ giao thừa này thì phần nhiều người ta bày mâm ngũ quả, hương đăng bày ở trước sân nhà để tống cửu, nghinh tân, đón tiếp cái vị thần năm mới. Cái mâm ngũ quả là chọn cái trái cây có năm màu, thì nó cũng theo nằm trong cái thuyết ngũ hành tương sanh. Ví dụ như là thổ sanh kim, kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh hỏa, và hỏa sanh thổ. Cho nên người ta bày biện cái mâm trái cây nó có năm màu như vậy để nói là mong ước cho cái sự vận hành sinh hoạt từ con người cho đến cái xã hội hoàn cảnh chung quanh cũng đều thuận lợi như ngũ hành tương sanh. Nhưng do sau này cái tập tục này không có được giảng giải nhiều, cho nên người ta lại hiểu nó rộng quá, thành ra nó mất đi cái nội dung, cái chủ đề là người ta lại chọn cái tên của trái cây. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải tư duy lại. Lễ giao thừa ngày xưa đó thì dân gian người ta tập trung về văn miếu để đón giao thừa cùng với dân làng, các vị quan chức trong cái địa phận đó để làm lễ thánh nhân, làm lễ các vị tiền hiền. Sau đó họ mới xin cái lộc từ thánh về nhà. Về nhà thì họ mới xong đất luôn cho nhà của họ. Sau này khi đạo Phật truyền đến và mọi người được thấm nhuần cái giáo lý của Phật, cho nên những tín đồ Phật tử thì người ta lại có một cái thói quen mới là người ta rước giao thừa tại chùa đến lễ Phật đầu năm và xin cái lộc của Phật về. Vì vậy cho nên vào cái giờ giao thừa, các chùa xưa là vào lúc 11 giờ đêm, thì các chùa dõng dạc đóng cái tiếng đại hồng chung 108 tiếng. Ý nói là giống lên 108 tiếng chuông để trừ tịch, đẩy lùi cái bóng tối của màn hôn ám để đón sang cái ánh sáng của bình minh năm mới. Khi 108 tiếng chuông dõng dạc ngân lên, nó còn nhắc nhở người học đạo phải làm sao loại trừ 108 phiền não ra khỏi cái đời sống con người của mình. Tại vì chính những cái lối sống nó làm cho thân phiền tâm não và đưa đến bất an. Cho nên qua tiếng chuông đó còn là đề tài để mọi người quán niệm sống như thế nào để mình có khả năng chăm sóc và đem lại an vui hạnh phúc cho mình. Sau 108 tiếng chuông rồi thì chùa các thầy sẽ làm lễ khai chung bảng và làm lễ nghinh thiên. Ngày 23 thì mình làm lễ đưa chư thiên, cho nên giờ này làm lễ rước chư thiên, tức là đón mừng thánh chúng trong cái năm mới. Như hồi nãy có đề cập, thật ra các ngài đâu có đi đâu đâu mà phải đưa, mà cũng đâu có vắng mặt ở đâu mà phải đón. Nhưng đó là cách nói của người Việt Nam mình. Thì trong cái lễ rước chư thiên và làm lễ Tam Bảo, rồi dâng lời chúc lên Tam Bảo, đó là có một cái nghi thức trong nhà chùa gọi là nghi thức chúc thánh, chúc Tam Bảo để hồi hướng công đức đến các vị quốc vương, xã hội, thầy tổ, cha mẹ, gọi là chúc tán thù ân. Sau khóa lễ đó xong thì các thầy sẽ có lời chúc xuân và ban lộc cho tín đồ. Cái lộc ngày xưa đó, người ta thường xin một cái chồi non ở cái cây, cái ngày mùng 1 Tết, gọi là cái ngày chánh đáng, tức là cái ngày đầu tiên, ánh bình minh đầu tiên của năm mới xuất hiện. Cho nên cái chồi nào nó xuất hiện ra đó
đấy là cái lộc đầu năm, người ta xin cái chồi đó chứ không phải bẻ nguyên cái cành, hái trụi cả cùng một cái cây. Thì sau này thì mình thấy được là đó cũng là tập tục hay, nhưng nhiều khi nó lại làm tổn hại những cái hoa kiển để mình chuẩn bị Tết. Cho nên các tổ phương tiện là tặng cho một cái lộc bằng là ngũ cốc, hoặc là một cái bài kinh, hay là một món quà gì đó để họ rước cái lộc Phật về nhà. Vì đó là cái lễ giao thừa của nhà chùa. Đến sáng ngày mùng 1 thì ở dân gian đó, sau khi mà người ta ăn mặc thật là đẹp, trang nghiêm rồi, thì cái việc đầu tiên là con cháu tập hợp về nhà thờ tộc, tức là nhà từ đường, để dâng hương đảnh lễ tổ tiên. Sau đó thì tuần tự mừng tuổi chúc thọ các bậc niên cao, rồi người lớn lại mừng tuổi cho con cháu bằng những cái đồng tiền mà dân gian người ta gọi đầu năm được cái lì xì, để có cái đồng tiền nó rủng rỉnh trong túi. Mà đồng tiền đó là gì? Là cái tiền lộc, cái tiền hên. Nếu nói rộng ra nữa, đó là cái tiền mở hàng. Thì người ta nghĩ rằng là đầu năm mà gặp được những cái đầy đủ nè, tốt đẹp nè, cho nên trọn một năm họ sẽ được ảnh hưởng tốt đẹp. Vì vậy mà chúc những lời tốt đẹp nhất, gặp nhau nở những cái nụ cười tươi nhất, và họ luôn luôn gìn giữ. Gìn giữ ví dụ như là vào những cái dịp Tết nè, không được cáu giận nè. Trẻ con á, thì phải kiên cử để tránh bị la, bị phạt. Người lớn thì học mở cái tâm khoan dung, biết nhẫn nại, không bực tức, không la mắng. Từ đó mà người ta diễn ra thêm ngày Tết tránh cái mặc màu trắng, tránh mặc áo trái, áo ngược. Tại vì màu trắng là cái màu của tang tóc. Vì vậy cái người có tang thì họ sợ nhất là không đi sông đất cho ai. Họ tang thì họ có nhà. Đó là cái từ cái sợ hãi mà họ đưa đến cái kiên cử. Thậm chí là ở nông thôn đó, người ta lại chuẩn bị đổ nước vào trong lu, trong khạp cho thật tràn đầy. Những nhà làm nông á, thì cái cối xay á, người ta không để trống, người ta phải cho thóc gạo vào đó, cho thóc để nó đầy. Cho đến là rác rưởi trong nhà vào cái dịp Tết cũng không được quét hốt, nếu cần thiết thì cũng phải quét trở vô, gom một góc nào đó. Đây là nó xuất phát từ câu chuyện của cái anh Ân Minh đó, là một người lái buôn. Họ đi qua cái hồ Thanh Thản thì họ mới được cái vị thủy thần tặng cho một cái cô gái. Cái nàng này tên là Như Ý, và đem về để nuôi nấng. Thì từ khi mà nàng Như Ý này về nhà thì tự nhiên công việc làm ăn nó thuận lợi, nó phát đạt lên. Trong một dịp Tết, không biết cô ấy làm chậm lục công việc gì đó, thì bị cái ông chủ ông mới quở trách, và cổ sợ bị phạt đó, cho nên cổ mới chui vào trong cái đống rác của trốn. Vì không biết cho nên khi quét thì họ quét rác ra khỏi nhà, họ đổ đi. Và nhân cơ hội đó, cái nàng Như Ý đó biến mất. Từ đó công ăn nó, việc làm của anh này bị sa sút, bị thua lỗ. Và người ta cho rằng nàng Như Ý đó là thần tài. Từ cái tập tục đó cho nên không biết là cái thần tài đó có đến nhà mình không, cái nàng Như Ý đó có mặt không. Nhưng mà rác rưởi cũng không cho quét, không cho đổ ra ngoài. Thì đó là một cái tập tục kiêng. Thì ông bà mình nói là có kiêng thì có nên. Mình gìn giữ được như vậy á, thì tự nhiên mình sẽ có được những cái ý thức. Mình ý thức được là mình phải gìn giữ lời nói, hành động, tư duy của mình. Nếu năm mới mà mình có được những cái sự tốt đẹp đó, thì trọn một năm mình sẽ có được những may mắn tốt đẹp. Nhưng người học Phật á, thì nhờ cái tuệ giác của Đức Thế Tôn giúp cho mình thấy rõ rằng là người học Phật không phải chỉ giữ ba ngày Tết, mà mình phải gìn giữ suốt cả cuộc đời.
lời nói, hành động và suy nghĩ của mình làm thế nào để đừng để lại cái hậu quả làm cho mình phải lo lắng bất an. Giữ như vậy thì đó cũng là một cái đề tài. Thì Tết là cái ngày mới, thì mình phải làm sao có khả năng làm mới cuộc đời của mình. Cho nên từ cái ý nghĩa đó, người ta đi chúc tụng với nhau những lời tốt đẹp, chăm sóc lẫn nhau. Đến nhà nào cũng bánh mứt đầy bàn, cũng trà nước sung túc. Đó là một cái tập tục của cha ông mình để nhắc nhở con cháu. Cái mục tiêu cuối cùng của con người, ai cũng muốn sống được bình yên, sống hạnh phúc, sống được đầy đủ. Vì vậy, nếu sự mong ước đó chỉ dừng lại ở cái cầu nguyện thì thực sự cũng khó mà xảy ra. Cho nên mượn vật để biểu ý. Từ đó mình phải tìm cái nhân tố nào mà đưa mình đến bình yên để gieo trồng. Sống như thế nào để mình có được cái nhân tố tốt đẹp. Khi cái nhân tốt đã gieo thì cái quả hạnh phúc nó sẽ đến. Thì đại khái đó là những cái tập tục ngày xưa mà tôi thiết nghĩ rằng các bạn trẻ chúng ta cũng nên duy trì, vì đó là một cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Cái gốc đẹp văn hóa của dân tộc mình không phải chỉ dừng lại kiến trúc, không phải là ở hội họa, âm nhạc, mà chính cái cách sống của mình như thế nào để mình hòa quyện cái đẹp đó vào trong cách sống. Tôi nghĩ chữ hóa là hòa ta. Mình học hóa học, tức là học một cái công thức, một dung dịch này cho vào dung dịch kia, nó sẽ hòa tan và nó trở thành một cái dung dịch mới. Thì hóa là sự hòa tan, mà văn là đẹp. Thế nên mình phải tập sống như thế nào để mình có thể đem cái đẹp đó hòa tan vào trong lời nói, trong hành động, trong suy nghĩ của mình. Gìn giữ ba ngày Tết, những cái việc làm, tuy nó là hình thức, từ cái bày biện mâm cỗ, thắp hương đèn, trang nghiêm nhà cửa, điện đường, cho đến gặp nhau, những cái cử chỉ lễ phép, chúc tụng, tặng quà, hay là chăm sóc lẫn nhau. Đó là một cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Và mình nhờ học Phật cho nên mình thấy được, mình luôn luôn ý thức đến cái đẹp và đem cái đẹp vào trong cuộc sống. Từ lời nói, hành động và suy nghĩ luôn luôn tràn đầy những cái tư tưởng đẹp. Cái nhân đẹp nó đã gieo trồng thì tự nhiên cái hoa trái, cái tốt đẹp hạnh phúc nó sẽ đến. Và đó cũng chính là cái truyền thống mà ngày Tết ông bà ta chuẩn bị thật chu đáo. Thì cũng xin chia sẻ với đại chúng những cái cảm nghĩ thô thiển của bản thân tôi, mà cũng không gì hơn là chúc mọi người có được một ngày xuân an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.